Chương 7: Từ chối nhu cầu trở thành viên cộng đồng đã ăn sâu trong tất cả chúng ta và hướng đến mục đích đảm bảo sự sống cho mọi loài. Trẻ em không thể tự lực được và hoàn toàn phụ thuộc vào người lớn để tồn tại. Ngay cả người lớn cũng được lập trình sống theo cộng đồng để tồn tại. Có lẽ đó là lý do và vì sao cảm giác bị từ chối là một trong những nguyên nhân gây phản ứng cảm xúc quá khích. Nỗi đau bị từ chối, phần lớn chúng ta đều nếm trải một vài dạng từ chối, nhưng mối tình lãng mạn kết thúc không có hậu, tình bạn bè tồi tệ, không thể thành lập nhóm hay mất cơ hội nghề nghiệp. Có thể bạn tán thành câu chân ngôn từ chối là nỗi đau, và đó là lại là một triệu chứng có thể xảy ra song song với nỗi thất vọng. Trên thực tế, nghiên cứu về các chức năng của bộ não đã khẳng định rằng bộ não nếm trải sự từ chối từ xã hội thông qua sự lý nỗi đau của cơ thể. Tiến sĩ Noemi Perufo và Basila năm 2004 đã chỉ ra rằng các cơ quan thụ hưởng thụ cảm sự từ chối có thể mối liên kết mạnh mẽ với phần não phát hiện ra vết thương cơ thể. Hai là nhà khoa học này cho rằng nỗi đau giúp cho chúng ta tránh phạm phải một sai lầm hai lần. Chỉ khi biết được không nên sờ vào bếp lò nóng hổi để đã đốt trước đó, sự từ chối từ đau đớn sẽ kích thích cho chúng ta làm mọi việc một cách khác biệt nhằm tránh sự từ chối thêm một lần nữa. Trải nghiệm 3 lần đầu khi bị từ chối, từ các hệ thống niềm tin đều được kích hoạt bởi các nút kích thích đóng vai trò và sự nguyên liệu đốt cháy hoặc hương thơm giúp bạn bình tĩnh. Vì thế, điều quan trọng với bạn là xem xét một vài cảm giác từ chối ban đầu của mình. Rất có thể những cảm giác được xem là khó khăn nhất được xảy ra liên tục sẽ bị kích thích trở lại trong nhiều năm kế tiếp. Bị người đồng trang lứa từ chối, nhiều người trong chúng ta từng nếm trải việc bị từ chối khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Một phần trong quá trình trưởng thành đó là tự chúng ta phát triển, không cần cha mẹ hay anh em ruột thịt giúp truyền tải nhu cầu của mình và vạch ra kế hoạch cho mọi thứ. Với nhiều người, đi học là một trong những giai đoạn sớm nhất phải tự kết giao với một nhóm trẻ khác cùng độ tuổi. Xem trường học là nơi để học cách biết đọc và biết viết, nhưng thực ra nó cũng mang đến cho chúng ta nhiều bài học bổ ích khác. Trẻ em ở độ tuổi đi học sẽ biết cách kết bạn, sẵn sàng tương đồng với xăm soi của những đứa trẻ khác, biết cách kiểm soát mâu thuẫn giữa các cá nhân và thường và biết cách đối phó với sự từ chối. Vì thế, xã hội rất quan trọng với trẻ em trong khi chúng biết cách đánh giá bạn bè đồng trang lứa và biết được giá trị của mình trong mắt họ. Chúng ta phải đọc cách đối diện với quá trình bị xăm soi và xét đoán của đứa trẻ cùng độ tuổi, ngay cả khi cảm thấy hoàn toàn được ủng hộ bởi các thành viên thân yêu trong một gia đình. Với hầu hết chúng ta, cảm giác ban đầu trường học là giai đoạn đầu tiên có thể nhận ra và chú ý đến những khác biệt cá nhân. Sui có thể không bao giờ suy nghĩ hai lần là một việc về việc mặc quần áo của chị gái, cho đến khi một người bạn cùng lớp cười nhạo nó mặc quần áo lại của người khác. Folly có thể là đã quen với việc đeo kính cận giống như cha mẹ và các anh em trai của mình, và có lẽ là nó không hiểu vì sao một người bạn cùng lớp chế nhiễu nó là bốn mắt. Tuy nhiên, khi Sully và Robbie nhận ra
rằng bạn bè đồng trang lứa đang cười nhạo hoặc không cho chúng nó chơi cùng nhóm. Chúng sẽ nhận được cảm giác đầu tiên và sự xấu hổ và sự từ chối của xã hội. Sự xấu hổ ở thời thơ ấu, cảm thấy xấu hổ bởi người khác là một cảm giác đặc biệt khó chịu. Trong nhiều năm qua, nhà phân tâm học ở Sydney năm 1950 đã nhận thấy được sự tồn tại về mặt tâm lý do xấu hổ gây ra. Ở trường, một đứa trẻ có thể đánh giá bạn đồng trang lứa là dễ mến hoặc khó ưa. Cách thức bạn đối phó với quá trình này khi còn nhỏ rất có thể liên quan đến mức độ tự lòng, mức độ lòng tự trọng của một người trưởng thành. Như hiện giờ, sự chấp nhận và từ chối của một nhóm dường như đạt mức đỉnh điểm trong thời trung học. Khi những đứa trẻ chưa bước vào độ tuổi thanh thiếu niên tạo ra sự đồng nhất ngoài mong đợi của gia đình. Dù đã nỗ lực hạn chế sự bắt nạt, nhưng trẻ con thường là nạn nhân của những đứa bạn cùng lớp và nhận lấy nhiều vết sẹo cảm xúc vĩnh viễn do nó gây ra. Trẻ con phản ứng là sự chối từ xã hội bằng hai kiểu phản ứng chủ yếu, nhưng khi đã phản ứng lại ghen tị bằng việc trở nên luôn hung hăng hoặc trốn tránh. Khi đối diện với sự từ chối, một đứa trẻ có thể trở nên nổi khùng và chuyển sang gây hấn với người đang cố gắng từ chối nó. Nó cũng có thể đáp đặt sự giận dữ hay thậm chí từ chối một đứa trẻ khác để biến người này thành nạn nhân. Một đứa trẻ có thể phản ứng lại theo một cách hoàn toàn khác, cũng như chấp nhận sự từ chối và làm nhục, vì nó cho rằng mình vô dụng. Thông thường, đứa trẻ thuộc quýt này sẽ là trốn tránh và sự trở nên buồn chán hay thậm chí trầm cảm. Cả hai phản ứng trên đều có khả năng gây nguy hiểm cho trẻ con và người khác. Nghiên cứu được tiến hành trên các nhà sinh học sinh phạm tội hoặc cố gắng thực hiện các cuộc thảm sát trường học cho thấy chúng đã bị xã hội từ chối bởi các học sinh khác cảm thấy xấu hổ. Năm 2006, mang theo sự xấu hổ của thời thơ ấu, tiến sĩ Semlet vào năm 2016 đề cập đến cảm giác đau đớn tột cùng khi mắc sai lầm, dẫn đến cảm nhận thấy không xứng đáng nhận được sự đồng cảm. Theo tiến sĩ Boss, phần xấu hổ tồi tệ nhất đó là nó khiến cho ai đó cảm thấy bế tắc và bị xa lánh. Nhưng thể anh ta hoặc cô ta là một người biệt lập và không thể chấp nhận được, vì sự tự ti và cảm giác không phù hợp mà làm cho người phụ nữ phải nếm trải cảm giác từ bị từ chối để chuyển từ uống rượu sang nghiện ma túy để giúp họ làm tê liệt nỗi đau tột cùng. Vì lẽ đó, Boss cho rằng người phụ nữ lạm dụng chất gây nghiện cần phải đương đầu với những vết tích của sự xấu hổ vượt qua cảm giác cảm xúc kéo dài. Tuy nhiên, nhiều người trưởng thành cố gắng giải quyết các vết sẹo cảm xúc của mình theo các cách ngược lại. Thực ra, họ đã trải nếm sự xấu hổ từ thời thơ ấu là những người mà bạn đã sẽ ít hoài nghi. Trẻ con bị tổn thương bởi cảm xúc cần có sự an ủi của cha mẹ. Nếu nhận được sự công nhận và vuốt ve, chúng sẽ biết cách làm cho bản thân cảm thấy thoải mái hơn khi rơi vào thời điểm tồi tệ. Tuy nhiên, nếu không thể tìm được ai đó có thể giúp nó vượt qua tổn thương này, có thể nó sẽ tống khứ nỗi đau bằng một cử chỉ phô trương. Thay vì nếm trải cảm giác thấp kém, nó sẽ ganh đua và trở nên nổi giận nhằm chứng tỏ cho bản thân và người khác thấy rằng mình giỏi hơn. Dù phản ứng này có vẻ là một giải pháp hợp lý, nhưng đứa trẻ này sẽ lớn lên trong vỏ bọc của một người trưởng thành phải biết ganh đua để có được sự tự tôn.
có phải phụ thuộc vào hoàn cảnh, vào sự công nhận bên ngoài để giúp ghi nhớ giá trị của bản thân thay vì sự an ủi mỗi khi suy sụp. Tàn dư của sự xấu hổ và tự ti chỉ có thể mất đi khi bạn giành được hoặc đạt được các mục tiêu của mình. Thật không may, vinh quang của ngày hôm nay không thể kéo dài mãi mãi, và sớm muộn gì cũng tấn công khôi phục sự khẳng định cũng sẽ đến. Một khi chưa thể giải quyết được cảm xúc bị từ chối từ thời thơ ấu, chúng ta rất dễ gặp những sự phản ứng quá khích. Từ chối tình yêu. Thật đau lòng khi nhận được lá thư từ chối hoặc bị gạt ra khỏi nhóm. Thất bại trong tình yêu có thể là một hình thức từ chối đau đớn nhất. Được tình yêu là hình thức chấp nhận cơ bản và rất cần thiết cho cảm giác gắn kết khắc khích. Tự nhiên, khi hầu hết chúng ta nhận ra điều này thì việc tìm kiếm và gìn giữ tình yêu rất là phức tạp. Tình yêu đơn phương, các nhà liệu pháp, triết gia và thi sĩ đã cố gắng định nghĩa thế nào là tình yêu đích thực. Nghiên cứu dựa trên bệnh học thần kinh đã chỉ ra rằng tình yêu sẽ kích thích các phần bộ não đặc biệt. Cũng có nghiên cứu cho thấy các phản ứng của bộ não đối với niềm vui hiện hữu. Sự hấp dẫn về tình dục, tình yêu, sự hấp dẫn về tình yêu sẽ gắn kết cơ thể. Điều này giúp giải thích rõ ràng sao tồn tại chất kết dính giữa hai người. Nhưng nó không giải thích được một cách đầy đủ rằng điều gì xảy ra khi người ta đang yêu. Đa thanh thiếu niên thường để ý đến địa vị xã hội khi họ bắt đầu hẹn hò. An Y sẽ suy nghĩ hai lần về việc tán tỉnh một anh chàng đang học trung học nếu cô chỉ là sinh viên năm thứ nhất. An là sẽ suy nghĩ hai lần về việc hẹn hò với một cô gái trong nhóm những cô gái dễ thương. Nếu anh là một chuyên gia công viên nghệ thì chỉ biết nói chuyện về máy tính và trò chơi. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi lãng mạn trong chuyện cổ tích, giống như chú ếch biến thành chàng hoàng tử. Sau khi nhận được nụ hôn hoặc bà tiên biến cô bé lọ lem thành một người đẹp lộng lẫy, nắm giữ trái tim của hoàng tử khi được ai đó lựa chọn. Đó sẽ là một sự công nhận và là một cơ hội xem lại lòng tự trọng của bạn. Nhận thức được khi ai đó từ chối tình cảm của bạn, điều đó có nghĩa là trong mắt họ, bạn không phải là người phù hợp. Cảm giác thấp kém hoặc không phù hợp là một dạng từ chối xã hội khiến bạn thật sự đau đớn. Phần não xử lý nó sẽ góp phần vào nỗi đau khi tình yêu không được đáp lại. Từ chối tự như bỏ rơi. Dù với nhiều người, sự từ chối là một sự rất đau, nhưng một số khác lại cảm thấy bị nghiền nát khi sự lãng mạn tan biến. Cảm giác của họ không chỉ xấu hổ hoặc không xứng đáng, mà còn là một nỗi sự cô đơn. Nếu thuộc lại loại từ chối này, có thể bạn cảm thấy giống như một thảm họa, vì nó không thể thoát nổi sợ hãi tổn thương ẩn sâu trong thế giới không có niềm tin. Các chuyên gia tâm thần học và sức khỏe thần kinh cho rằng những cảm giác ban đầu của thời thơ ấu sẽ hình thành nên sự quen thuộc trong chúng ta. Năm 2000, một con người luôn đi tìm một người bạn đời lý tưởng để nhanh chóng thoát khỏi cảm giác thất vọng hoặc bị từ chối, có thể sẽ bị nỗi sợ cô đơn thôi thúc. Vấn đề này thường xuyên xảy ra khi cha mẹ của người đó chỉ biết quan tâm đến sự bản thân hoặc bị trôi vùi trong những vấn đề của riêng họ, đến nỗi không thể quan tâm dỗ dành con cái. Đối với những gia đình kiểu này, sự căng thẳng và vấn đề sẽ lan truyền từ thành viên này sang thành viên khác giống như một liệu ứng.
để làm vấn đề trở thành tồi tệ hơn. Để làm vấn đề trở nên tồi tệ hơn, các gia đình này có khuynh hướng tạo ra nhiều phản ứng dưới hình thức chia tách, để vấn đề nhỏ có thể nhanh chóng đắm chìm trong khủng hoảng. Khi bạn chịu quá nhiều căng thẳng và không nhận được nhiều sự dỗ dành, những đứa trẻ trưởng thành tiếp tục tìm kiếm ai đó để tâm sự, hiểu và có thể tác động đến chúng bằng tình thương và sự thanh thản. Nếu phần này giống với tình cảm của bạn, bạn sẽ biết rằng có nhiều vấn đề phát sinh vì bạn muốn một mối quan hệ tồi tệ đến nỗi bỏ qua những thiếu sót và nỗi bận tâm không đáng kể. Đây là một kiểu chia tách khác khi người ta lờ đi những dấu hiệu đó nhằm duy trì nhận thức về một người bạn thân, một người bạn đời mới. Rốt cuộc, những vấn đề này tạo ra nhiều trở ngại, cho thấy không thể giải quyết được. Thật sự là nó vẫn tồn tại giống như lúc đầu. Câu chuyện của Rosenyi. Ban đầu Rosenyi tìm đến Richard, người hai năm sau trở thành bạn trai cô. Cô đã có tối hậu cho Lindsay, hoặc là cầu hôn cô để mặc cô, và anh đã đề nghị rằng cả hai cũng điều trị bằng liệu pháp. Tôi hơi bất ngờ khi Jerry hỏi liệu anh có thể gặp riêng tôi được không, khi Boris chấp nhận lời mời cầu hôn của anh và động viên anh cố gắng đừng miễn cưỡng. Tuy nhiên khi gặp tôi, Jerry trình bày rằng anh đã có với Omer ngay từ lúc đầu rằng mình chưa sẵn sàng kết hôn, và nếu thật sự muốn kết hôn, anh sẽ chọn một người phụ nữ có cùng tôn giáo. Đã từng hẹn hò và đi chơi với Rosenyi, nhưng anh không có ý định sống chung với cô. Lý do anh điều trị bằng liệu pháp là để chắc chắn rằng Polly hoàn toàn ổn khi anh chấm dứt mối quan hệ tình cảm của cô. Trước đây cô đã từng dọa sẽ tự vẫn khi anh cố gắng chấm dứt mọi thứ. Vài ngày sau đó, Sally đã bày tỏ vấn đề với Charlie và cô tìm đến tôi trong trạng thái thất vọng. Cô không tài nào ăn, ngủ hoặc làm việc được vì đôi mắt sưng phồng vì khóc hết nổi, không thể mở ra. Sau khi cảm thấy mừng vì Sally không có ý định tự vẫn, chúng tôi bắt tay vào xử lý nỗi đau khổ, sầu và mất mát của cô. Dù rằng cô cảm thấy thất vọng sau khi chấm dứt mối quan hệ tình cảm là một điều bình thường, nhưng việc cô không thể tập trung vào bất cứ việc gì lại khá nghiêm trọng. Vài tuần sau, khi có thể bắt đầu làm việc trở thành những cũng là lúc cô bị ám ảnh bởi những lời nói của Sally. Cô cố tìm ra manh mối nhằm thuyết phục mình bằng rằng anh ta vẫn còn trong tâm trí cô hoặc phải lòng một người phụ nữ khác, khiến cho cô có thể giành lại trái tim của anh ta. Tâm trí của Sally liên tục vẫn bất động, và nhiều tuần sau có trình tự và trong cô ngày càng trở nên lấn át. Cô không ngừng nghĩ về sự hoàn toàn của Sally khi anh là bạn trai, là người yêu, là người chồng của cô sau này. Bất chấp cô đã từng nói với Charlie là bị vị kỷ vì mánh khóe trong suốt thời gian hẹn hò. Trong quá trình điều trị bằng liệu pháp, tôi cố gắng giúp và hiểu rõ lý tưởng hóa của cô về người đàn ông trẻ tuổi này. Xuất thân một gia đình với ba anh em trai, một em gái, cha cô đột ngột qua đời khi cô lớn lên tuổi từ đó. Khi cô lớn lên 8 tuổi, từ đó cuộc sống gia đình thuộc tầng lớp lao động của cô không còn sung túc nữa, mà chỉ có mức đủ sống. Sally được cha rất cưng chiều, do đó
Mất cha là một nỗi đau khôn nguôi đối với cô. Tuy nhiên không hiểu lý do vì sao mẹ cô sẽ trở nên tức giận và không cho phép các anh chị em nhắc đến người cha đã bỏ họ ra đi. Cuộc sống theo đuổi chiều hướng tồi tệ khi mẹ ngày càng lãnh đạm, buồn chán. Dù là học sinh giỏi, nhưng Sole đã quyết định bỏ nhà ra đi vào đúng ngày cô tốt nghiệp trung học, dùng những đồng tiền tiết kiệm của mình để học thư pháp. Cô kiếm được một công việc ưng ý tại một cửa hàng quần áo độc quyền nhỏ và bắt đầu đam mê với những kiểu thời trang mới nhất. Sole bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp hợp thời trang và tính khôi hài của cô, và anh có đủ khả năng đưa cô đi đến các nhà hàng và câu lạc bộ xa hoa nhất. Anh kể cho cô nghe nhiều lối sống của những người giàu sang, chuyên đi lại bằng máy bay phản lực, mua nhiều nữ trang và quần áo tặng cô, những thứ cô không thể mua được bằng đồng lương của chính mình. Dẫu Sala luôn miệng nói với Lazi rằng anh muốn kết hôn với em, nhưng cô vẫn thích giữ kín sự tưởng tượng về tương lai của hai người. Cô đi xem nhằm nhẫn đính hôn đính hôn bày trong ô kính, cắt hình áo cưới trong các cuốn tạp chí, thậm chí xem qua những cuốn sách chọn tên rồi tưởng tượng ra cái tên cho con mình. Sele là một người lãnh đạo, sẽ chiều chuộng và bảo vệ trong những quãng đời còn lại. Sự tưởng tượng đó dù cho trưởng thành hiện thực, mà cô không thể tin rằng Sele không thể cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống cô đã hình dung. Để duy trì, Sele phủ nhận một thiếu sót của Sele, biết anh nhiều lần gạt cô trong suốt thời gian quan hệ tình cảm lừa dối về cô, về gia đình và công việc của anh. Tuy nhiên, với mong muốn bảo toàn sự tưởng tượng của mình, cô đã không màng đến những sự việc đó. Người đàn ông làm cô đau khổ chẳng bao giờ có thực. Anh ta tô đẹp hơn bằng sự tưởng tượng của cô. Việc anh từ chối tình cảm đã đẩy cô rơi vào trạng thái thất vọng, và cô tưởng tượng mình luôn ở bề ngoài của cuộc sống mình khao khát. Qua đôi mắt của Sally, cô bắt đầu thấy mình là một người phụ nữ nghèo khổ, xấu xa và vô học. Không có anh, cô trở nên vô dụng, và sự từ chối của anh bằng những bằng chứng cho thấy cô không xứng đáng được yêu. Phản ứng quá khích của Celine cho thấy tầm quan trọng của sự chia tách, chìm ngập và phủ nhận. Cô gạt bỏ mọi thông tin qua trong suốt thời gian quan hệ tình cảm với Celine để biến Celine vào cuộc sống của cô. Với anh trở nên hoàn mỹ, ý nghĩa sống chung sẽ nâng cao lòng tự trọng của cô, nhưng điều đó sẽ góp phần gia tăng nỗi đau khi anh chấm dứt mối quan hệ tình cảm cốt nhục. Rốt cuộc, những ký ức cảm xúc xung quanh với người cha đã mất đã phồng thổi thêm nỗi đau khổ về việc mất đi một người đàn ông có thể chiều chuộng và che chở cho cô. Chịu đựng sự từ chối, những ký ức cảm xúc bị kích thích khi chúng ta bị từ chối thường quay trở lại với những cảm giác ở thời trung học và thanh thiếu niên. Khi còn nhỏ, chúng ta cho phép các động lực nhóm nhỏ của chúng ta cho biết địa vị và trật tự xã hội của mình. Bị gạt bỏ đồng thời với việc chúng ta không hợp với những đứa trẻ mà mình muốn kết giao. Khi trưởng thành, chúng ta có muốn cố gắng nhận rằng mình không thể hòa thuận với hết thảy mọi người, và thường có nghĩa lý theo sự từ chối mà có thể chúng ta chẳng bao giờ biết được. Người ta có thể quyết định chấm dứt một mối quan hệ hoặc lựa chọn một người khác để quyết định. Này không khẳng được lòng tự trọng của chúng ta tin vào điều đó khi còn nhỏ, nhưng trưởng thành, chúng ta có thể chọn cách không trao cho người khác quyền định đoạt
xem liệu mình có xứng đáng hay không. Khi trưởng thành, chúng ta có cảm giác rõ ràng hơn về sức mạnh đích thực của mình và không của mình, và không còn phụ thuộc vào người khác để định hình phong cách riêng. Xử lý cảm giác bị từ chối. Cảm giác là nhu cầu cơ bản của con người. Bất kỳ sự từ chối nào cũng tạo ra cảm giác lo lắng và đau đớn. Nhưng có thể đó là chỉ là một phản ứng nhất thời. Nỗi đau sâu thẳm hơn do sự từ chối gây ra bắt nguồn từ niềm tin rằng chúng ta vô dụng hoặc không đáng yêu. Hãy nhớ hạch hạnh nhân để có thể buộc chúng ta nếm trải sự mãnh liệt của cảm xúc ở mức độ cao hơn nhiều. Khi bắt đầu liên kết mọi ý nghĩa và cảm giác của mình, nỗi đau sẽ giảm xuống. Hãy xem các câu hỏi dưới đây. Sự từ chối thật sự đồng nghĩa với việc bạn chẳng có chút giá trị nào. Bạn có biết hết sự việc đằng sau quyết định của người bị từ chối bạn? Bạn đang chìm ngập trong các ký ức cảm xúc tại những thời điểm mất đi thứ gì đó quan trọng. Cảm giác bất lực trong việc thay đổi sự từ chối đang làm tăng thêm nỗi đau của bạn. Tái lập viễn cảnh khi bỏ qua cảm giác đau đớn và bị từ chối, có thể chúng ta đã suy nghĩ về sự mất mát thật sự. Trước tiên, hãy tái lập vĩnh viễn cảnh bằng việc xem xét các câu hỏi sau. Bạn có lý tưởng hóa một cá nhân hay lợi ích nào đó bạn đang đeo đuổi? Sự việc bất ngờ này và khiến bạn tin rằng mình sẽ chẳng bao giờ có được thứ bản thân khao khát. Liệu bạn có thể chắc chắn hơn về những thứ mình thật sự muốn có? Liệu bạn có thể hình dung ra những thứ có thể làm để biến giấc mơ trở thành hiện thực? Phản ứng có suy nghĩ. Trong phản ứng sâu sắc, chúng ta có thể nhận thấy nỗi đau đi cùng với việc bị từ chối. Mất mát chẳng bao giờ là dễ chịu. Quan trọng là nhận ra thứ giá trị đã không còn nữa. Tuy nhiên, nhận ra giá trị đích thực của sự mất mát sẽ mang tính chất quyết định. Khi phản ứng một cách sâu sắc, chúng ta có thể tự hỏi liệu mình có lý tưởng hóa một cá nhân không, công việc hay cơ hội nào đó không, hay ngay lúc này chúng ta có bị thôi thúc hạ thấp giá trị của cá nhân không. Công việc hay cơ hội nói lên bằng cách bảo vệ bản thân không phải là cảm thấy đau đớn không. Chúng ta có thể kiểm tra những ký ức khác khả năng góp phần vào sự nếm trải cảm xúc. Khi phản ứng mãnh liệt, chúng ta cần trở về trạng thái cân bằng cảm xúc. Nhưng khi bình tĩnh trở lại, chúng ta sẽ nhận được hình ảnh phản chiếu về những thứ quan trọng. Nếu chắc chắn rằng những vấn đề cũ như lòng tự trọng hay xấu hổ liên quan đến những cảm xúc thời thơ ấu đã được xoa dịu, có thể là chúng ta suy nghĩ một cách chân thành hơn và bài học được từ sự từ chối này. Nếu sự tương hợp là một số vấn đề, liệu bạn đã có những manh mối trước đây mình không nhận ra, không có sự tương hợp nhận thức của bạn về những thứ thực sự cần và những thứ người khác đang tìm kiếm có thể được trải nghiệm ra sao? Phải chăng có những thứ bạn cần thay đổi nếu muốn tiếp tục theo đuổi cơ hội cải thiện nhận thức không? Có phản hồi nào hữu ích cho bạn khi tìm ra cách tốt nhất để tiến về phía trước không? Khi không còn xem sự từ chối và lời khẳng định về sự vô dụng và bắt đầu chú ý đến sự tương hợp cần thiết cho sự tạo dựng mối quan hệ với mọi người xung quanh hoặc với một tổ chức thịnh vượng, có thể chúng ta sẽ biết rất nhiều về những thứ mình đã thật sự cần ở trong đời. Chúng ta cũng có thể nhận ra rằng mình có những mức độ kiểm soát như bản thân mong muốn, và đây là một ngòi nổ khác cần để được xem xét.
đi tìm sự cân bằng dễ chịu. Tìm được một vùng dễ chịu để kiểm soát là điều chẳng dễ dàng gì. Nó đòi hỏi chúng ta phải thật sự tin tưởng vào khả năng của mình và luôn xem người khác cũng có khả năng như vậy, dẫu cho mục tiêu hoặc ý tưởng của họ khác chúng ta. Việc từ bỏ kiểm soát đòi hỏi của chúng ta đặt niềm tin vào các cá nhân hoặc tổ chức ta đang nhập và chấp nhận rằng không phải lúc nào cũng có thể tác động đến kết quả. Từ thứ quan trọng, cảm thấy dễ chịu khi bị kiểm soát. Kiểm soát thường có nghĩa là nhờ người khác giúp đỡ và nâng và công nhận sự phụ thuộc, thay vì chỉ biết thực hiện như thể chúng ta có khả năng đạt được những thứ mình cần. Điều này cũng mang nghĩa là có khả năng tương đương đầu với mâu thuẫn tiềm ẩn khi cạnh tranh lợi ích, thiết lập giá trị dựa trên sự mong đợi rằng sức mạnh sẽ tự kiểm soát để sẻ chia. Những vấn đề đi liền với sự kiểm soát phần lớn có liên quan đến sự thất vọng bắt nguồn từ việc nắm quá ít kiểm soát, hoặc sự đối lập xảy ra khi chia sẻ kiểm soát của chúng ta với người khác là khó chịu. Quá ít sự kiểm soát. Cái giá của sự kìm nén. Nếu các trải nghiệm thời thơ ấu của bạn khó bày tỏ quan điểm và mâu thuẫn tiềm ẩn, có thể bạn sẽ tìm đến cái cách tránh né vấn đề cho đến khi vượt qua giới hạn của bản thân. Nhận biết thay đổi thể chất. Khi hạch hạnh nhân của bạn được kích hoạt, hóa chất bộ não thay đổi gây nên phản ứng về sinh lý. Bạn có thể đọc học để nhận biết. Sally và Ali đặt chúng ta vào trạng thái xúc động và nó được miêu tả sự hình thức sinh lý khiến tán hệ thống thần kinh trung ương được kích hoạt của chúng ta sẽ làm thay đổi nhịp tim, nhịp thở và ruột non. Khi sẵn sàng tự vệ bỏ chạy thì sinh lực của chúng ta nâng dâng lên trong từng thớ thịt, giúp chuẩn bị cho một phản ứng theo quy luật tự nhiên. Trong khi thật khó xử với thông tin tại cùng thời điểm đó, trạng thái phản ứng này thực ra sẽ cảm nhận qua khắp cơ thể, và đó là một dấu hiệu cho thấy hạch hạnh nhân của bạn đã bắt đầu hoạt động. Khi sự chú ý của bạn đã hướng theo vấn đề đã gây kích thích phản ứng, việc quan trọng hơn là phải để ý đến những triệu chứng này. Bài tập phân tích cơ thể chương 2 đã giúp bạn trở nên quen thuộc với nhiều kiểu phản ứng quy luật tự nhiên. Bạn đã đọc để chú ý đến cách hình thành phần khác nhau để cơ thể cảm nhận, thư giãn và nhận biết thay đổi thể chất khi bạn suy nghĩ về những ký ức cảm xúc cụ thể. Khả năng phân tích và biểu đạt sự thay đổi của cơ thể giúp bạn tránh phản ứng kích thích một cách đáng kể. Khi não nhận biết mối quan hệ đến sức khỏe thì thông tin đó sẽ biểu lộ qua khắp cơ thể. Càng sớm nhận biết bản thân khi nào rời khỏi trạng thái cân bằng, bạn càng dễ dàng tìm lại nó. Lần sau khi căng thẳng, hãy kiểm tra xem bạn có trải qua bất kỳ cảm giác nào dưới đây không. Cảm thấy cứng đơ hoặc thắt chặt ngay trong cổ. Cảm thấy xúc động và nóng ran. Nhịp tim đập nhanh, dần và vội vã. Cảm thấy buồn nôn hoặc giống như bị một đấm vào bụng. Bắt đầu đổ mồ hôi, bàn tay ẩm ướt, cảm giác lặng người đi. Cảm thấy không thể tập trung, cảm thấy bị sao lãng hoặc bị những suy nghĩ không mời mà đến đang chạy đua trong đầu. Biết được kiểu phản ứng của cơ thể đối với kích thích hoạt động, một trong những công cụ quan trọng nhất có thể phát triển. Một khi biết được kiểu phản ứng của chính bạn, bạn có thể có cảm giác với những sự thay đổi nhỏ nhặt như ý nghĩ khi nó
báo cho bạn biết rằng đã đến lúc sử dụng tất cả các đã học về quá khứ. Giữ bình tĩnh. Một khi cơ thể đã cảnh báo bạn đang trong tình trạng cảm xúc động cao, thì điều ưu tiên là quay về trạng thái cân bằng cảm xúc. Có nhiều bài tập và chiến lược khác nhau bạn có thể thử qua, và thật khó có thể dự đoán bài tập hoặc chiến lược nào tốt nhất cho bạn. Azie Lavely vào năm 2009 một số đề nghị nghe có vẻ kỳ lạ, không giống bất kỳ điều gì của bạn từng cân nhắc thực hiện trước đây. Hãy cố mở rộng các chiến lược và từng làm cho người khác. Cuối cùng, bạn thực sự phải mất những gì? Mường tượng chức năng của não. Hãy nhớ rằng cảm xúc, ký ức và phán xét là do các phần khác nhau của bộ não xử lý. Khi sự kiện liên kết này kết thúc, nghĩa là bạn không có thể tiếp cận những nguyên liệu cần thiết để xử lý tình huống một cách tốt nhất. Khi đang trong tình trạng bị kích động mạnh, bạn nên dừng lại để suy nghĩ điều gì đang xảy ra trong bộ não, có thể giúp mình nhận thức và sự phản ảnh bản thân có đủ khả năng xoay chuyển mọi việc. Trái và phải, hãy tưởng tượng rằng bạn đang ở trong phòng thí nghiệm, nơi có thể nhìn thấu rõ bộ não của mình. Hình dung một hình ảnh cho thấy vách bên phải của bộ não được kích thích hoàn toàn. Chú ý rằng phần bên trái không cho thấy bất kỳ hoạt động nào. Hãy giữ thông điệp cho thạch hạnh nhân để bộ não biết rằng nó sẽ đã làm xong công việc của mình trong thời điểm đó. Hãy để bộ não trái biết rằng bạn đang cần sự giúp đỡ ngay bây giờ, cố gắng để hiểu chuyện xảy ra. Bạn có thể nói đoạt lại, được rồi thạch hạnh nhân, tôi biết có gì đó đang diễn ra, nhưng bạn có thể chậm một chút để tôi có thể nhận ra điều đó được không? Não trái, bạn ở đâu? Tôi cần bạn giúp đỡ tôi tên những cảm xúc này để mọi thứ không bị mất kiểm soát. Trên và dưới, hãy tưởng tượng phân tích bộ não cho thấy phần dưới bộ não được kích thích hoàn toàn. Chú ý chức năng não trên hoặc hoàn toàn ngưng lại hoạt động. Tự nhắc mình rằng đây là một bức tranh nguy hiểm và làm theo cơn bất đồng thời dẫn đến hành động sau này bạn phải tiếc nuối và hối tiếc. Hãy trao đổi với thành phần suy nghĩ của bộ não sau cho kinh nghiệm của bạn có thể bổ sung thêm một chút khôn ngoan. Bạn có thể nói đại loại như: được rồi, bản năng à, tao nghe thấy mày rồi, nhưng hãy để xem liệu kinh nghiệm của tao có đồng ý đây là quyết định tốt nhất hay không nhé. Đây có phải là điều sau này tao có thể tiếc nuối không? Dừng lại cảm giác thất vọng. Hãy đeo một sợi dây thun quanh cổ tay. Khi cảm thấy mình đang rơi vào trạng thái kích động mạnh, hãy búng một sợi thun để nó làm bạn đau. Một sự sao lãng về thể chất như thế sẽ cho phép một số người chuyển sự thật chung suy nghĩ tiêu cực sang cơ thể họ. Bằng việc hành động, bạn chuyển từ vị trí này bị động sang một trong những hành động và tác dụng. Những cố gắng để kiểm soát tình huống có thể thấy bạn tập trung tìm lại căng thẳng và giúp cho bạn bước tiếp bạn cần làm để có thể tránh phản ứng tự động. Gọi tên cảm xúc, buộc bản thân nhận diện và gọi tên cảm xúc của mình là phần quan trọng trong việc nhận biết nguồn gốc. Trong chương 2, bạn được yêu cầu làm người quen hoàn loạt những trạng thái cảm xúc khác nhau vốn xây dựng nên trải nghiệm tổng thể về sự tức giận, hài lòng và thiếu tự tin. Tiến sĩ Sole và Olen và các cộng sự năm 2007 đã thấy được các loại tập này hữu ích trong một phút cảm xúc mãnh liệt. Khi các chủ đề nghiên cứu được yêu cầu dán nhãn cảm xúc phù hợp với tất cả hàng loạt hình ảnh mạnh mẽ, thì nỗ lực tập trung về việc chọn hình ảnh miêu tả đúng nhất ngay lập tức để giảm hoạt động của thạch hạnh nhân và các vùng liên quan. Khi các bộ não nhận, thận,
Khi các bộ phận suy nghĩ của bộ não kết nối với phản ứng cảm xúc, bạn có thể đi xa hơn những bốc đồng đầu tiên để tìm kiếm hoặc bùng phát hơi thở. Một chiến lược khác cân bằng xuất hiện từ cách tiếp cận lưu tâm đến nỗi buồn cảm xúc. Sealy và Olin năm 2007, lưu tâm là phân nhánh của thiền môn trong Phật giáo và kết hợp một thiết tâm cùng với kỹ thuật hít thở. Thực hành lưu tâm giúp tránh khỏi khuy hướng suy nghĩ quá nhiều và yêu cầu tạm thời ngưng phán xét. Khi chúng ta đầu tư tất cả công sức vào việc nhận thức đầy đủ, nó sẽ có cảm giác ra sao vào một thời điểm nào đó. Tiến sĩ Larry và Lee Lâm Hận 8 chỉ ra rằng cách tiếp cận của tâm đòi hỏi sự chấp nhận một loại xúc cảm và cảm nhận con người trải qua. Từ quan điểm này, cảm xúc chỉ là một trạng thái đến rồi đi nếu chúng ta không cho phép bản thân bị chúng kích động quá mức. Nếu có thể chấp nhận chúng ta cảm xúc và thông tin, cảm giác bức thiết sẽ trôi qua và được thay thế bằng những trạng thái khác. Trong một bài tập về lưu tâm đích mực, tâm trí sẽ tự do rong chơi từ suy nghĩ này sang suy nghĩ khác trong lúc bạn hoàn toàn quan sát mình đang trải nghiệm này, để thoát khỏi trạng thái bị nhiễm loạn cảm xúc. Một điều gì đó đơn giản như tập trung vào hơi thở của mình có thể giúp bạn quay về khoảnh khắc hiện tại. Khi tập trung vào các cơ thể cảm nhận trong lúc hít vào và thở ra, thì suy nghĩ và cảm nhận có thể sẽ truyền vào nhận thức. Việc thừa nhận những suy nghĩ và cảm nhận đó hoàn toàn tương tự với việc bị ám ảnh hoặc trầm ngâm suy nghĩ về vấn đề vốn đã gây kích động. Việc chuyển suy nghĩ trở về với hơi thở của mình sẽ cho phép cảm xúc của bạn dịu xuống và trôi đi. Khi bạn hít thật sâu, làm cho từng nhịp chuyển động của hơi thở trong lành, khi đó bạn di chuyển xuyên qua mũi họng, lồng ngực và xuống bụng. Khi bạn thở ra, tống ra tống ra ngoài một loại sức nén và tồn tại trong cơ thể. Khi tập trung vào hơi thở, hít thở sâu và chậm rãi, tập trung vào cách các thành phần khác nhau trên cơ thể cảm nhận khi bạn di chuyển qua chu kỳ hô hấp. Nếu suy nghĩ hoặc cảm nhận từ lẻ vào nhận thức, chắc bạn rằng trạng thái cảm xúc đến rồi đi dễ dàng. Nhiều người nhận ra cách tiếp cận và hữu ích trong những lúc bị kích động và thậm chí ít hơn sau khi họ học xong những bài tập xây dựng sự lưu tâm trong cuộc sống hàng ngày. Giống như những kỷ luật khác, kỹ thuật khác hoặc học để thay đổi sự tập trung của mình khỏi sự suy nghĩ ám ảnh về liệu hiệu quả dễ dàng thực hiện hơn nếu bạn thực hành nó vào những lúc bình tĩnh. Sử dụng hình ảnh hướng dẫn thách thức nhận thức. Một khi tìm được cách để ngăn chặn việc chặn sự xen vào phản ứng đang diễn biến, bạn cần phải kiểm tra khả năng nào mà cách hiểu kết luận của bạn có thể đáng ngờ. Bạn có thể nhận thức đầy đủ về những lý do của mình để biết được rằng trong những lý do đó đã kích thích hoạt động, nhưng sẽ mất một chút thời gian trước khi có thể suy nghĩ kỹ càng để biết được chắc chắn điều đó. Có nhiều điều bạn có thể làm được và hỗ trợ quá trình này. Thừa nhận tình huống dễ bị kích động. Nghiên cứu cho thấy khi thiếu ngủ hoặc gặp phải quá nhiều căng thẳng, chúng ta có thể khuy hướng phản ứng cảm xúc quá khích. Các nghiên cứu về kỹ thuật ghi hình não do tiến sĩ Sellett năm 2009 thực hiện cho thấy những người mạnh khỏe có khả năng lực đi bị thiếu ngủ. Thực sự cho thấy những người mạnh khỏe và có khả năng
lực như bị thiếu ngủ sẽ tăng 60% hoạt động hạnh nhân khi họ rơi vào tình huống gây phản ứng tiêu cực. Thậm chí sự liên kết giữa hạnh nhân và những bộ phận suy nghĩ của bộ não dường như mờ dần đi, trong khi sự liên kết giữa hệ thống phản ứng tự động của sự phản xạ với mạch hạnh nhân trở nên mạnh hơn. Các nghiên cứu tương tự cũng tìm thấy được sự thay đổi hoạt động chất của bộ não, sự mất cân bằng của thần kinh khi con người trong trạng thái căng thẳng liên tục. Nếu bạn biết rằng mình đang bị kiệt sức hoặc chịu quá nhiều áp lực, có nguy cơ bạn đã bị kích động quá mức và thiếu trang bị kỹ năng xử lý khi gặp phải những điều tiêu cực. Tốt hơn là phải theo đuổi, hãy tự hỏi liệu có cách nào để hoàn toàn trì hoãn cho đến khi bạn được trang thiết bị tốt hơn để xử lý vấn đề đó. Một phụ nữ tôi đã từng làm việc chung và đã nhận ra bản thân bà rất dễ bị kích động trong vài giờ trước khi đi ngủ. Bà đã đọc cách nhận ra rằng những trận cãi vã xảy ra vào thời điểm trước khi đi ngủ chắc chắn không thể kiểm soát được. Cho nên bà quyết định nhủ rằng mình sẽ làm một công việc tốt hơn vốn để giải quyết vấn đề trong buổi sáng hôm sau. Bà có thể mang lại cách nhìn với mới mẻ và một bản ngã cân bằng cảm xúc nhiều hơn trong cuộc đời, nhiều hơn trong cuộc đối thoại sau một giấc ngủ ngon và hài lòng với khả năng xử lý việc theo cách bà nhận được sự tôn sùng của sự tôn trọng từ những người khác nhờ vào kết quả tốt. Gì vậy? Mười mấy giờ? Giặt đồ nữa kìa.